Rồi, nuôi làm sao để mà con chó không quá mập và cũng không quá ốm là một cái việc rất là quan trọng ha, để chúng ta duy trì con chó của chúng ta có được một cái thể trạng khỏe mạnh, ít bệnh tật. Thì đây chính là Iron Ala, chúng ta thấy không? Cái sống lưng của nó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta vẫn sẽ thấy nó lòi sống lưng, đúng chưa? Thì khi nó lòi sống lưng như thế này thì có nghĩa rằng sao? Là nó không quá ốm, không quá ốm nhưng chưa chưa đến mức độ là quá mập nha. Có nghĩa là từ cái mức này chúng ta có thể cho nó ăn thêm để nó mập thêm một xíu ha. Nhưng ở điều kiện bình thường chúng ta không nên để con chó nó ốm hơn cái mức này, tức là sống lưng của nó không được lòi quá rõ ràng nha. Ở đây là nhìn kỹ là chúng ta thấy là như vậy là vừa qua vừa rồi ha, vừa rồi. Chúng ta chỉ có thể cho con chó nó mập thêm một xíu thôi, chứ cũng không nên là để nó ốm nữa. Tại vì ốm là nó sẽ có, con chó nó sẽ ốm trong thời gian dài, con chó nó sẽ yếu đó. Chúng ta nhìn kỹ lại nha ha, nhìn gần thì chúng ta vẫn thấy sống lưng.